Trận đánh khiến đại tá Nga tử nạn ở Bakhmut. Đại tá Makarov bị thương và tử trận khi chỉ huy lực lượng Nga chống lại đợt tấn công thứ ba của quân đội Ukraine tại ngoại ô Bakhmut. Đại tá Vyacheslav Makarov đã đích thân chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 chiến đấu ở tiền tuyến, đẩy lùi hai đợt phản công, phá hủy 3 xe tăng, 4 xe chiến đấu bộ binh cùng hai xe bọc thép của quân đội Ukraine. Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14 tháng 5. Tướng Konashenkov cho biết khi chiến đấu chống lại đợt tấn công thứ ba của phía Ukraine, Đại tá Makarov bị thương nặng và qua đời trong lúc được sơ tán khỏi chiến trường. Bộ Quốc phòng nga cũng cung cấp thêm thông tin về sự ra đi của Đại tá Jeffrey Brovkov, Phó chỉ huy quân đoàn phụ trách công tác chính trị quân sự tại Bakhmut trong trận chiến khi đẩy lùi một đợt tấn công. Đại tá Jeffrey Brovkov đã anh dũng ngã xuống do chịu nhiều vết thương từ mảnh đạn, ông của nói. Bộ quốc phòng nga cho hay. Hai đại tá tử trận trong trận đánh tại khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cơ quan này còn nói rằng tất cả các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine từ phía bắc và phía nam Bakhmut đã bị đẩy lùi và kép không thể chọc thủng phòng tuyến của Nga. Theo Yuri Butusov, phóng viên chiến trường của Ukraine, chuyên đưa tin về giao tranh tại Bakhmut, trận chiến diễn ra tại phía nam làng Ivan Kostoge, ngoại ô thành phố hôm 13 tháng 5. Trong trận đánh, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 4 liên tiếp bị đẩy lùi khỏi nhiều vị trí gần Bakhmut từ ngày 9 tháng 5 tới ngày 12 tháng 5. Đại tá Makarov nhiều khả năng đã rời khỏi hầm chỉ huy để tới tiền tuyến trực tiếp chỉ đạo tác chiến nhằm cứu vãn tình thế và bị đối phương tập kích. Việc một chỉ huy lữ đoàn tới nơi giao tranh để có thông tin khách quan nhất về tình hình thay vì chỉ huy trong hầm ngầm là hành động hiếm thấy. Phóng viên Butuzov nhận định, lữ đoàn 4 là lữ đoàn thiện chiến nhất của quân đoàn 2. Việc đại tá Makarov tử nạn sẽ khiến hệ thống chỉ huy của họ rơi vào hỗn loạn trong một thời gian. Butuzov cũng cho hay tham mưu trưởng của lữ đoàn 4 cũng đã ngã xuống, một số sĩ quan trong ban chỉ huy bị thương trong các đợt tiến công của phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiếm khi công bố về việc chỉ huy quân sự tử nạn trong các cuộc họp báo hàng ngày. Cả Nga và Ukraine đều chưa thể kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut, bất chấp nhiều tháng giao tranh khốc liệt đã gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên. Moscow hôm 12 tháng 5 thừa nhận lực lượng Nga đã rút lui về phía Bắc Bakhmut trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công Tuy nhiên, Kiev bác bỏ những đồn đoán rằng họ đã mở màn chiến dịch phản công đã được lên kế hoạch từ lâu. Ukraine tập trung binh lực giành lại các vị trí của Nga ở pháo đài Bắc Mớt. Ukraine tuyên bố tiếp tục giành được các vị trí do Nga kiểm soát trong các cuộc giao tranh tại thành phố Bắc Mớt. Chúng tôi tiếp tục tiến về hướng Bắc Mớt, tập trung ở ngoại ô thành phố. Hôm nay, các đơn vị của chúng tôi đã giành được hơn 10 cứ điểm của đối phương ở phía Bắc và phía Nam ngoại ô Bắc Mớt, đồng thời can quét một khu vực rừng rộng lớn gần Ivaniske. Binh sĩ của đối phương từ các đơn vị khác nhau đã bị bắt giữ. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia thông báo trên Telegram hôm 14 tháng 5. Quan chức Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh tình hình ở Bắc Mớt rất căng thẳng. Đối phương đã tập trung tất cả lực lượng ở đó và nỗ lực tiến công, phá hủy mọi thứ trên đường đi của họ. Các trận chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn, bà Malia nói thêm. Bà Malia nhấn mạnh tướng Oleksandr Sitsky, chỉ huy lực lượng lục quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát tình hình, phân tích, lên kế hoạch và đưa ra quyết định cho lực lượng tại Bắc Mớt. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhờ việc lên kế hoạch chỉ huy kỹ lưỡng, phản ứng tức thì trước hành động của đối phương, sự kiên cường, dũng cảm của binh sĩ Ukraine nên đối phương chưa thể bao vây thành phố Bắc Mớt và giành chiến thắng quyết định trên mặt trận này. Bà Malia xác nhận các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga 2 km xung quanh thành phố Bắc Mớt trong tuần qua. Trước đó, quân đội Ukraine tuyên bố tiến hành các cuộc phản công và buộc lực lượng Nga phải rút khỏi một số khu vực xung quanh Bắc Mớt. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksandr Konyanko hôm 13 tháng 5 nói rằng quân đội Ukraine đang đạt được các bước tiến xung quanh thành phố Bắc Mớt. Trong hai ngày qua, chúng tôi đã giành lại 2,5 km lãnh thổ của mình. Diện tích này không lớn nhưng đủ để các binh sĩ của chúng tôi cảm thấy họ đã làm được điều gì đó đáng kể. Bởi vì đó không chỉ là việc Nga phải rút quân, mà còn là tư duy sáng tạo và sự dũng cảm của những người lính của chúng tôi. Quan chức Ukraine nói thêm, tướng Alexander Sitsky cũng xác nhận các bước tiến của Ukraine trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut. Chiến dịch phòng thủ Bakhmut đang tiếp tục, các binh sĩ của chúng tôi đang tiến công ở một số khu vực trên tiền tuyến, đối phương đang tổn thất binh sĩ và thiết bị, chỉ huy lực lượng lực quân tuyên bố. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 14 tháng 5 tuyên bố quân đội Ukraine đã tìm cách chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga gần Bakhmut, nhưng tất cả các cuộc tấn công đều bị đẩy lùi. Ở hướng Soledad, Bakhmut, các nhóm xung kích với sự yểm trợ của các đơn vị thuộc lực lượng đổ bộ đường không tiếp tục chiến đấu để giành các khu vực phía tây của thành phố Bắc Mớt. Trong ngày qua, đối phương đã nỗ lực nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của chúng tôi ở phía bắc và phía nam Bắc Mớt. Tất cả các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đều bị đẩy lùi. Hệ thống phòng thủ của Nga không bị xuyên thủng, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã mất hơn 400 quân nhân, 12 xe tăng, 18 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe vận tải bọc thép, và một lựu pháo D-20 tại khu vực này trong ngày qua. Thưa quý vị, theo diễn biến tình hình xung đột tại Ukraine, mới đây Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng Nga đã tiến hành hai cuộc phản công chính xác cao vào các cơ sở quân sự của Ukraine. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã đánh trúng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các vũ khí tầm xa phóng từ trên không và trên biển đã được bắn vào các khu vực gần thành phố Technopol ở miền Tây và làng Petropavlovka ở vùng Dnepropetrovsk ở đông nam Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhắm vào các khu vực triển khai quân và kho chứa đạn dược, vũ khí cũng như thiết bị quân sự mà Kiev nhận được từ phương Tây. Trước đó cùng ngày, một số quan chức Ukraine ở Technopol nói rằng thành phố đã bị tấn công bằng tên lửa. Thị trường Technopol, Sergei Nadal cho hay các cuộc tấn công đã đánh trúng một số nhà kho, hai người đã bị thương, một số tòa nhà dân sự và ô tô đã bị hư hại trong các vụ nổ. Ông Vladimir Chush, người đứng đầu chính quyền địa phương, đã công bố những bức ảnh lính cứu hỏa Ukraine dập lửa ở nơi có vẻ là một khu công nghiệp, cho rằng vụ cháy là do một cuộc tấn công của Nga. Sáng sớm ngày 14 tháng 5, cảnh báo không kích đã được kích hoạt trên khắp Ukraine. Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin về các vụ nổ ở các thành phố Kiev và Kharkiv, cũng như ở vùng Sumy và một số địa điểm khác. Quân đội Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine từ tháng 10 năm 2022 để đáp trả điều mà Moscow mô tả là hành động phá hoại do Kiev thực hiện trên đất Nga, bao gồm cả vụ đánh bom nhằm vào cây cầu chiến lược Krim. Ukraine phủ nhận mọi trách nhiệm về vụ tấn công. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, Tổng thống Ukraine Zelensky có chuyến thăm bất ngờ tới Paris gặp người đồng cấp Pháp Macron sau khi dừng chân ở Italy và Đức theo hãng thông tấn ap pháp đã cử máy bay tới đức nơi ông zelensky đã đến trước đó cùng ngày trong khuôn khổ chuyến công du châu âu để đón lãnh đạo ukraine tổng thống zelensky nói rằng ông đã gặp người bạn emmanuel để thảo luận về những điểm quan trọng nhất trong quan hệ song phương văn phòng tổng thống pháp macron cho hay paris sẽ tiếp tục đánh giá những nhu cầu của kiev sau hơn một năm xung đột và thảo luận về cách thức xây dựng một nền hòa bình lâu dài cho châu âu Ngày 15 tháng 5, Pháp thông báo sẽ chuyển hàng chục xe tăng hạng nhẹ và xe bọc thép cho quân đội Ukraine, đồng thời huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng chúng. Paris cũng sẽ tập trung hỗ trợ năng lực phòng không của Ukraine nhằm chống đỡ các cuộc tập kích từ Nga. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Macron và Zelensky kêu gọi áp thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga. Trong tuyên bố chung, Tổng thống Macron và Zelensky kêu gọi áp thêm các biện pháp trừng phạt mới với Nga. Ukraine và Pháp đồng ý rằng cần phải gia tăng áp lực tập thể đối với Nga thông qua nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga. Trước đó, ngày 13 tháng 5, khi dừng chân tại Đức, Tổng thống Zelensky gọi Berlin là người bạn đích thực, đồng minh đáng tin cậy đối với Kiev. Nhân chuyến thăm, Đức đã công bố gói viện trợ vũ khí lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine, trị giá hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ. Đón tiếp Tổng thống Ukraine tại Rome, thủ tướng italia giorgia meloni cam kết sẽ duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho ukraine ủng hộ nỗ lực của kiev nhằm gia nhập liên minh châu âu eu